áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2. Trong bài học này, chúng ta sẽ không chuyển sang một chủ đề mới, mà mình sẽ đến với Review 4 để ôn tập lại toàn bộ các kiến thức mà chúng ta đã học từ Unit số 16 cho tới Unit số 20. Unit số 16, chúng ta đã tìm hiểu về các từ vựng, về địa điểm, cũng như là cách hỏi, cách chỉ đường đi tới địa điểm đó. Unit số 17, chúng ta học về chủ đề đồ ăn, đồ uống. Unit số 18, chúng ta đã học về thời tiết. Unit số 19, ta tìm hiểu về các địa điểm, các địa danh. Và Unit số 20, chúng ta vừa mới học tuần trước, đó là về chủ đề so sánh giữa hai địa điểm, hai thành phố hoặc hai thị trấn với nhau. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ được ôn tập review lại toàn bộ tất cả các kiến thức đó. Cô xin mời các em mở sách giáo khoa trang số 70 và 71 nào. Như các em có thể quan sát thấy, bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm có 5 bài tập và 5 bài tập này sẽ giúp chúng ta củng cố hơn toàn bộ những gì mà mình đã được học trong các tuần vừa qua. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành bài tập số 1, Listen and Tick. Hãy nghe và tích. Bài tập số 1 bao gồm có 2 câu và mỗi câu chúng ta có 3 phương án. Mình sẽ nghe và tích vào cái lựa chọn chính xác nhất. Câu số 1 này, chúng ta thấy rằng 3 bức hình này khác nhau ở số lượng của những cái bánh sandwich. Câu A đó là one sandwich. Câu B, two sandwich. Và câu C, three sandwiches. Được chưa nào? Khác nhau về mặt số lượng. Còn câu số 2 thì nói về 3 địa điểm khác nhau. A đó là zoo, sở thú. B, pagoda, chùa. C, museum, viện bảo tàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và tìm ra phương án chính xác nhé. Các em sẽ được nghe 2 lần trước khi chúng ta chữa bài. Bây giờ là lần nghe số 1. Page 70. Review 4. Activity 1. Listen and tick. 1. What would you like to eat, Gwen? I'd like to eat some sandwiches. How many would you like? 2, please. I'm hungry. 2. Would you like to visit the zoo, Mai? No, not today. Which place would you like to visit? The museum or the pagoda? I'd like to visit the museum. Okay, let's go together. Kết thúc lần nghe số 1, bây giờ là lần nghe số 2. Page 70, Review 4, Activity 1, Listen and Tick. 1. What would you like to eat, Gwen? I'd like to eat some sandwiches. How many would you like? 2, please. I'm hungry. 2. Would you like to visit the zoo, Mai? No, not today. Which place would you like to visit? The museum or the pagoda? I'd like to visit the museum. Okay, let's go together. Hy vọng là sau 2 lần nghe, các em đã điền được phương án chính xác cho cả 2 câu hỏi này. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài. Page 70. Review 4. Activity 1. Listen and tick. 1. What would you like to eat, Gwen?
What would you like to eat, Quân? Bạn muốn ăn gì vậy, Quân? I'd like to eat some sandwiches. I'd like to eat some sandwiches. Mình muốn ăn một vài cái bánh sandwich. How many would you like? How many would you like? Bạn muốn bao nhiêu? Two, please. I'm hungry. Two, please. I'm hungry. Làm ơn cho mình hai cái. Mình đang đói. Đáp án chính xác cho câu hỏi số 1 này đó là two sandwiches. B. Chúng ta đến với cuộc hội thoại số 2. Two. Would you like to visit the zoo, Mai? Would you like to visit the zoo, Mai? Bạn có muốn đến thăm sở thú không, Mai? No, not today. No, not today. Không, không phải hôm nay. Which place would you like to visit? The museum or the pagoda? Which place would you like to visit? The museum or the pagoda? Bạn muốn đến địa điểm nào? Viện bảo tàng hay là chùa? I'd like to visit the museum. I'd like to visit the museum. Mình muốn đến thăm viện bảo tàng. Okay, let's go together. Okay, let's go together. Được rồi, cùng đi nhau. Đáp án chính xác cho câu số 2 đó là C, museum, viện bảo tàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại đoạn băng ghi âm một lần nữa để kiểm tra các đáp án nhé. Page 70. Review 4. Activity 1. Listen and tick. 1. What would you like to eat, Guan? I'd like to eat some sandwiches. How many would you like? Two, please. I'm hungry. 2. Would you like to visit the zoo, Mai? No, not today. Which place would you like to visit? The museum or the pagoda? I'd like to visit the museum. Okay, let's go together. Như vậy là các đáp án chúng ta đưa ra cho hai câu vừa rồi đã chính xác. Bây giờ mình sẽ kết thúc hoạt động số 1 và đến với hoạt động số 2 nhé. Yêu cầu của hoạt động số 2 này đó là listen and number. Hãy nghe và đánh số. Ở bên dưới, chúng ta có 4 bức hình tương ứng với các đáp án và các số 1, 2, 3, 4. Mỗi bức hình này thì lại mang một nội dung khác nhau. Bây giờ, hãy cùng cô nhìn vào và phân tích các bức hình nhé. Ở bức hình A, chúng ta thấy rằng đây là một khu đường phố rất là đông đúc, trong đó có xe máy, xe ô tô và xe buýt. Cụ thể, bức hình này nói đến loại phương tiện giao thông. Bức hình số 2 là bức hình B. Trong bức hình này thì chúng ta có một tấm bản đồ với 3 địa điểm xuất hiện: supermarket, post office và cinema. Đó là siêu thị, bưu điện và rạp chiếu phim. Tiếp theo là bức hình C. Bức hình này chúng ta thấy đây là một sở thú có ngựa vằn này, khỉ và gấu trúc. Cuối cùng, ở bức hình D, đây là một bức hình có vẻ như là cắt ra từ dự báo thời tiết hoặc một chương trình thời tiết. Và bức hình này miêu tả thời tiết có nhiệt độ cao và có nắng, hot and sunny. Cô đã gợi ý xong cho chúng ta về nội dung của 4 bức hình rồi đấy. Bây giờ, nhiệm vụ của các em sẽ là nghe đoạn băng ghi âm này 2 lần, sau đó thì chúng ta sẽ chữa bài nhé. Nhớ là chúng mình sẽ đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4 cho các bức hình. Đừng quên điều này. Bây giờ là lần nghe số 1. Page 70.
Activity 2. Listen and number. 1. How can I get to the post office, Hung? Go straight ahead. Then turn right at the end of the street. It's between the supermarket and the cinema. Thanks a lot, Hung. You're welcome. 2. Where's Huan Kiam Lake now? Is it far from here? Yes, it is. Do you want to go there? Yes, I do. How can I get there? You can take a bus from here. 3. What's your favorite season, Mai? I like summer. What's summer like in your country? It's often hot. 4. What did you do yesterday afternoon, Tom? I went to the zoo. What do you think of it? It's more exciting than I thought. That's great. I want to visit the zoo one day. Lần nghe số 1 của các em đã kết thúc. Bây giờ là lần nghe số 2. Page 70. Activity 2. Listen and number. 1. How can I get to the post office, Hung? Go straight ahead. Then turn right at the end of the street. It's between the supermarket and the cinema. Thanks a lot, Hung. You're welcome. 2. Where's Huan Kiam Lake now? Is it far from here? Yes, it is. Do you want to go there? Yes, I do. How can I get there? You can take a bus from here. 3. What's your favorite season, Mai? I like summer. What's summer like in your country? It's often hot. 4. What did you do yesterday afternoon, Tom? I went to the zoo. What do you think of it? It's more exciting than I thought. That's great. I want to visit the zoo one day. Cô hy vọng là sau hai lần nghe, các em đã điền được thứ tự đúng cho bốn bức hình này. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại đoạn băng ghi âm và chữa bài. Page 70. Activity 2. Listen and number. 1. How can I get to the post office, Hung? How can I get to the post office, Phong? Làm cách nào để mình đi được đến bưu điện Hà Phong? Go straight ahead. Then turn right at the end of the street. It's between the supermarket and the cinema. Go straight ahead. Then turn right at the end of the street. It's between the supermarket and the cinema. Đi thẳng về phía trước, sau đó thì rẽ phải ở cuối đường. Nó nằm giữa siêu thị và rạp chiếu phim. Thanks a lot, Phong. Thanks a lot, Phong. Cảm ơn cậu rất nhiều, Phong. You're welcome. You're welcome. Không có gì đâu. Như vậy, nội dung của cuộc hội thoại đầu tiên này là bạn Phong và bạn Linda. Bạn Linda nhờ bạn Phong hướng dẫn cách đi đến bưu điện. Đáp án số 1 của chúng ta sẽ là bức hình B. Chúng ta đánh số 1 nhé. Bây giờ sẽ là cuộc hội thoại số 2. 2. Where's Huan Kiam Lake Nam? Is it far from here? Where's Huan Kiam Lake Nam? Is far from here? Hồ Hoàn Kiếm ở đâu vậy Nam? Nó có cách xa đây không? Yes, it is. Yes, it is. Do you want to go there? Do you want to go there? Bạn có muốn đến đó không? Yes, I do. How can I get there? Yes, I do. How can I get there? Mình có thể đến đó bằng cách nào? You can take a bus from here.
You can take a bus from here. Bạn có thể đi một chuyến xe buýt từ đây. Câu cuộc hội thoại này thì nói về cách mà đi đến Hồ Hoàn Kiếm. Đó là chúng ta đi bằng xe buýt. Đáp án của chúng ta cho hội thoại số 2 này là A. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc hội thoại số 3. What's your favorite season, Mai? What's your favorite season, Mai? Mùa yêu thích của bạn là gì vậy, Mai? I like summer. I like summer. Mình thích mùa hè. What's summer like in your country? What's summer like in your country? Mùa hè ở đất nước bạn thế nào? It's often hot. It's often hot. Nó thường nóng. Đáp án chính xác cho câu số 3 này vô cùng đơn giản. Đó là bức hình D. Chúng ta đến với cuộc hội thoại cuối cùng. 4. What did you do yesterday afternoon, Tom? What did you do yesterday afternoon, Tom? Bạn làm gì vào chiều qua vậy, Tom? I went to the zoo. I went to the zoo. Mình đã đến sở thú. What do you think of it? It's more exciting than... What do you think of it? It's more exciting than I thought. It's more exciting than I thought. Nó thú vị nhiều hơn mình nghĩ. That's great. I want to visit the zoo one day. That's great. I want to visit the zoo one day. Tuyệt vời. Mình muốn đến sở thú vào một ngày nào đó. Đương nhiên, hoạt động hội thoại số 4 này của chúng ta đáp án sẽ là bức hình C. Bây giờ, sau khi đã có thứ tự các bức hình rồi, chúng ta sẽ nghe lại các đoạn hội thoại một lần nữa để kiểm chứng nhé. Page 70. Activity 2. Listen and number. 1. How can I get to the post office, Hong? Go straight ahead. Then turn right at the end of the street. It's between the supermarket and the cinema. Thanks a lot, Hong. You're welcome. 2. Where's Hoan Kiam Lake now? Is it far from here? Yes, it is. Do you want to go there? Yes, I do. How can I get there? You can take a bus from here. 3. What's your favorite season, Mai? I like summer. What's summer like in your country? It's often hot. 4. What did you do yesterday afternoon, Tom? I went to the zoo. What do you think of it? It's more exciting than I thought. That's great. I want to visit the zoo one day. Vậy là các đáp án và thứ tự chúng ta đã sắp xếp đúng rồi phải không các em? Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động tiếp theo, đó là bài tập số 3. Listen and complete. Hãy nghe và hoàn thành. Bên dưới chúng ta có hai câu. Một câu nói về chủ đề thời tiết và một câu thì nói về chủ đề đồ ăn, đồ uống. Chúng ta sẽ cần phải nghe bài nghe này và sau đó hoàn thành cả 4 ô trống đối với hai câu. Sorry, 5 ô trống các em ạ. Các em sẽ được nghe bài nghe này 2 lần. Sau đó thì cô sẽ chữa bài với chúng ta nhé. Bài nghe này khá là dễ, tuy nhiên thì các em cần phải ghi chép và thật chú ý mới có thể theo kịp câu được. Bây giờ cô sẽ bật file nghe. Page 71, Activity 3. Listen and complete. 1. What's the weather like in Hanoi today?
It's cold and windy. And what will the weather be like tomorrow? Sorry, I don't know. 2. What would you like to eat, Linda? I'd like some rice and fish, please. Would you like something to drink? Yes, I'd like a glass of milk, please. Lần nghe số 1 vừa kết thúc, bây giờ là lần nghe số 2. Page 71, Activity 3. Listen and complete. 1. What's the weather like in Hanoi today? It's cold and windy. And what will the weather be like tomorrow? Sorry, I don't know. 2. What would you like to eat, Linda? I'd like some rice and fish, please. Would you like something to drink? Yes, I'd like a glass of milk, please. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài. Page 71, Activity 3. Listen and complete. 1. What's the weather like in Hanoi today? What's the weather like in Hanoi today? Hôm nay thời tiết Hà Nội thế nào? It's cold and windy. It's cold and windy. Trời lạnh và có gió. Trong câu số 1 này, chúng ta đề cập tới thời tiết của Hà Nội vào ngày hôm nay. Như vậy, đáp án là cold and windy. And what will the weather be like tomorrow? And what the weather be like tomorrow? Và thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai? Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. Xin lỗi, mình không biết. Chúng ta kết thúc cuộc hội thoại số 1. Bây giờ là cuộc hội thoại số 2. 2. What would you like to eat, Linda? What would you like to eat, Linda? Bạn muốn ăn gì vậy, Linda? I'd like some rice and fish, please. Would you like something to drink? Yes. I'd like a glass of milk, please. Như vậy là trong câu trả lời của bạn Linda, câu trả lời số 1 bạn ấy nói rằng I'd like some rice and fish. Rice and fish. Và khi mà bạn Peter hỏi lại bạn ấy là muốn uống gì thì bạn ấy nói rằng hãy cho bạn ấy một cốc sữa. A glass of milk. Chúng ta đã hoàn thành xong cả 5 ô trống cho bài tập số 3 này rồi. Bây giờ mình sẽ nghe lại hai cuộc hội thoại một lần nữa để kiểm tra đáp án. Page 71, Activity 3. Listen and complete. 1. What's the weather like in Hanoi today? It's cold and windy. And what will the weather be like tomorrow? Sorry, I don't know. 2. What would you like to eat, Linda? I'd like some rice and fish, please. Would you like something to drink? Yes, I'd like a glass of milk, please. Như vậy là các đáp án của chúng ta đã chính xác rồi, phải không các em? Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động số 4 nhé. Yêu cầu của hoạt động số 4 này đó là chúng ta hãy đọc và hoàn thành. Cụ thể, mình sẽ đọc hai đoạn văn mà bạn Tony đã viết, nói về bạn ấy và ông bà của bạn ấy. Sau đó, dựa vào thông tin của hai đoạn văn này, chúng ta sẽ hoàn thiện được cái bảng ở bên dưới. Bảng bao gồm các thông tin như sau. Thông tin về Tony và ông bà của Tony. Họ sống ở đâu và nơi đó như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên đoạn văn và tìm hiểu nội dung của nó. Hello, my name's Tony.
I come from Sydney, a big city in Australia. There are lots of big modern buildings and it's very noisy. There are often traffic jams during the rush hour, but it's a very exciting place and I like living there. Xin chào, mình là Tony. Mình đến từ Sydney, một thành phố lớn ở Úc. Có nhiều tòa nhà lớn hiện đại và nó rất ồn ào. Thường có tắc đường vào giờ cao điểm, nhưng nó là một nơi thú vị và mình thích sống ở đó. Đoạn văn số 2 nói về ông bà của bạn Tony như sau. My grandparents live in Brooklyn, a small town about 50 kilometers from Sydney. Life is quiet and peaceful there. There aren't many people and there isn't much traffic. There are lots of sheep. The people are nice and friendly. I like living in Sydney, but I also like visiting my grandparents. Ông bà của tôi sống ở Brooklyn, một thị trấn nhỏ cách Sydney khoảng 50 km. Cuộc sống ở đây thì thanh bình và yên tĩnh. Không có nhiều người và cũng không có nhiều phương tiện. Có rất nhiều cừu. Mọi người ở đây thì tốt bụng và thân thiện. Mình thích sống ở Sydney nhưng mà mình cũng thích thăm ông bà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điền thông tin cho Tony trước nhé. Bạn Tony sống ở thành phố Sydney và một số thông tin liên quan tới địa điểm đó, tức là thành phố Sydney, đó là gì? Có nhiều tòa nhà lớn, big, modern, rất là ồn ào, có tắc đường vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, đây là một thành phố rất là thú vị. Chúng ta có thể tóm tắt lại các nội dung đó vào bảng như sau. Nơi bạn Tony sống là Sydney. Nơi đó như thế nào nhỉ? Big, to lớn này. Modern, hiện đại. Noisy, ồn ào. Và exciting, thú vị. Đó là những tính từ chúng ta có thể sử dụng để mô tả về thành phố Sydney của bạn Tony. Tiếp theo là thông tin về ông bà của bạn Tony nhé. Ông bà của bạn ấy sống ở thị trấn Brooklyn. Và đặc điểm của thị trấn này đó là gì? Nó là một thị trấn nhỏ này và cuộc sống thì rất thanh bình, yên tĩnh. Ở đây thì không có quá nhiều xe cộ, không có nhiều người, nhưng mà lại có nhiều cừu. Con người sống ở đây thì tốt bụng và thân thiện. Chúng ta lưu ý ở đây mô tả về địa điểm, vì thế mình có thể bỏ qua thông tin về con người mà mình chỉ tập trung mô tả vào địa điểm. Đó là small, nhỏ, quiet, yên tĩnh và peaceful, thanh bình. Đó là bảng thống kê và tóm tắt lại các thông tin của Sydney và Brooklyn thông qua hai đoạn văn vừa rồi. Nếu như em nào muốn viết cụ thể rõ ràng hơn như hai đoạn văn bên trên thì đều được, không sao cả nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động cuối cùng, đó là bài tập số 5. Write about you. Viết về chính bản thân em. Chúng ta sẽ trả lời 4 câu hỏi của sách giáo khoa. Thứ nhất, where do you live? Câu trả lời của chúng ta sẽ bắt đầu với I live. Và đằng sau là giới từ cộng với địa điểm chúng ta sinh sống. Câu trả lời số 2, sorry, câu hỏi số 2, what's it like? Nó như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu câu trả lời với it's và đằng sau là các tính từ mô tả nó. Câu hỏi số 3, what are the people like?
con người ở đó như thế nào? Chúng ta trả lời, the people are, và đằng sau là tính từ mô tả những con người đó. Cuối cùng, do you enjoy living there? Why or why not? Bạn có thích ở đó không? Tại sao có và tại sao không? Câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời với yes, I do, hoặc là no, I don't. Sau đó chúng ta đưa ra lý do because. Đằng sau là những lý do. Cô lấy ví dụ cho chúng ta nhé. Cô sống ở Ninh Bình chẳng hạn. I live in Ninh Bình. Tiếp theo, nó như thế nào? Nếu như bạn nào đã đến thăm du lịch Ninh Bình rồi thì biết Ninh Bình là một địa điểm rất thanh bình các em ạ. It's peaceful. Và người dân ở đó thì vô cùng thân thiện. The people are very friendly. Bạn có thích sống ở đó không? Có, yes I do. Bởi vì ở đó rất thanh bình. Because it's very peaceful and clean chẳng hạn. Bởi vì nó rất là thanh bình và sạch sẽ. Tại sao cô lại thêm cái vế là sạch sẽ ở đây? Bởi vì hiện giờ có rất nhiều thành phố lớn đang đứng trước cái vấn đề đó là ô nhiễm. Vì vậy, để tìm kiếm một cái địa điểm sinh sống sạch sẽ và thanh bình, nó là một cái nhu cầu của rất nhiều người. Và đối với bản thân cô cũng thế. Vì thế cho nên là cô mới đưa cái vế là and clean vào đây. Nếu như bạn nào có cùng suy nghĩ với cô, các em có thể tham khảo các câu trả lời này nhé. Bài học, bài ôn tập của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em đối với bài học. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.